Chào mừng tất cả các học viên đến với câu lạc bộ tranh biện của trường tiên ALES mang tên ALES Debaters. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tranh biện và cuộc thi tranh biện nhé. Vậy tranh biện là gì? Tranh biện là một quá trình, một quy trình tích lũy, sắp xếp, đối đáp, so sánh và nghiên cứu, phân tích về một chủ đề bất kỳ trong cuộc sống. Những người tham gia tranh biện sẽ được chia làm hai phe, phe phản đối và phe ủng hộ, bắt buộc phải đưa ra lập luận của mình để chứng minh quan điểm của mình đang đề cập tới. Vậy mục đích của cuộc tranh biện là gì? Đầu tiên là tìm ra được kết luận chung về mặt tốt, mặt chưa tốt và giải pháp cho một vấn đề nào đó. Khi hai bên đồng ý về chủ đề hoặc khi lập luận của một bên thuyết phục hơn bên kia thì đó là lúc cuộc tranh biện đi đến hồi kết. Trong một cuộc thi tranh biện chính thức thì ban giám khảo sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Vậy lợi ích của cuộc tranh biện sẽ mang lại cho học viên những điều gì? Đầu tiên sẽ giúp cho học viên có cơ hội thực hành việc phát triển các lập luận hợp lý và logic. Thứ hai, đó là giúp học viên có cơ hội luyện nói trước đám đông và khả năng tự suy nghĩ. Thứ ba, đó là giúp học viên thể hiện sự chủ động và khả năng lãnh đạo. Thứ tư, đó là giúp mở mang trí óc và gia tăng hiểu biết về nhiều mặt của các vấn đề mang tính chất quan trọng. Và thứ năm, đó là giúp học sinh trau dồi kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu của mình để chuẩn bị cho các cuộc tranh biện. Trong cuộc thi tranh biện, có các từ tiếng Anh gắn liền với tranh biện. Đầu tiên là debate, mang nghĩa là tranh biện. Debater là người tranh biện. Judge, mang nghĩa là giám khảo. Motion là kiến nghị. Argument là lập luận. Case là hệ thống luận điểm. Claim là luận điểm. Reasoning là giải thích. Evidence là dẫn chứng. Và debatto là phản biện. Vậy, các học viên hiểu tranh biện khác gì với tranh cãi? Đầu tiên, chúng ta sẽ so sánh về 3 mục. Mục đầu tiên là hình thức. Về tranh biện thì chúng ta sẽ dùng lý lẽ để phân tích hai mặt của một vấn đề. Nhưng với tranh cãi thì chúng ta dùng lý luận để bảo vệ cái tôi của bản thân. Mục đích của cuộc tranh biện là chúng ta sẽ tìm ra kết luận chung về mặt tốt, mặt chưa tốt, giải pháp cho một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, về tranh cãi thì mục đích của chúng ta sẽ là chứng minh mình là người đúng, là người thắng, đối phương là người sai, là kẻ thua. Và trong cuộc tranh biện thì chúng ta sẽ đề cao kiến thức, lợi ích chung, không quan trọng về thắng thua. Nhưng về tranh cãi, chúng ta đề cao cảm xúc, không quan tâm đến giá trị kiến thức có thể nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về format cuộc thi tranh biện. Trong cuộc thi tranh biện, chúng ta sẽ có hai team, đó là team ủng hộ và team phản đối. Đối với team ủng hộ, chúng ta gọi tắt là team A và team phản đối chúng ta gọi tắt là team N. Team A trong tiếng Anh mình sẽ đọc là affirmative. Team B mình gọi tắt là N, có tiếng Anh nghĩa là negative. Trong team A và team N, mình sẽ có 3 thành viên mang tượng trưng là A1, A2 và A3. Team N, negative team và team phản đối sẽ có 3 thành viên là N1, N2 và N3. Trong đó chúng ta sẽ có giám khảo, có 3 thành viên giám khảo khi mà chúng ta tham gia một cuộc thi đấu tranh biện thật. Và trong ngày hôm nay khi mà chúng ta với các buổi học thì chúng ta sẽ có giáo viên chính là giám khảo của chúng ta. Đồng thời trong cuộc thi tranh biện chắc chắn là sẽ có giám khảo để có thể đứng về team ủng hộ hay là đứng về team phản đối. Trong phần nói tranh biện chúng ta sẽ có 2 phần, phần trình bày quan điểm và phần hỏi đáp POI. Phần thi tranh biện của mình sẽ có 4 vòng, tương ứng với 8 lượt. Mỗi một vòng của mình sẽ có 2 lượt. Vòng 1 chúng ta sẽ có lượt 1, lượt 2. Tương tự vòng 2, vòng 3, vòng 4 chúng ta cũng sẽ có từ lượt 3 cho đến lượt 8. Các vòng của cuộc thi tranh biện. Vòng 1 chúng ta sẽ có 2 lượt. Lượt 1 thuộc về team ủng hộ. Tổng thời gian trong lượt này sẽ kéo dài 3 phút. Bạn A1 phụ trách team ủng hộ sẽ trình bày về định nghĩa và giới hạn của phiên tranh biện, đồng thời hệ thống luận điểm và đưa ra ít nhất một luận điểm mới. Lượt 2 sẽ thuộc về team phản đối. Tổng thời gian trong lượt này kéo dài 3 phút. Bạn N1 phụ trách team phản đối sẽ phản biện các luận điểm của A1, đồng thời hệ thống luận điểm của team mình và đưa ra ít nhất một luận điểm mới. Tiếp sang vòng 2, vòng 2 chúng ta sẽ có 2 lượt, lượt 3 và lượt 4. Lượt 3 sẽ thuộc về team ủng hộ. Team ủng hộ sẽ trình bày phản biện với các lập luận của bên team phản đối và đồng thời củng cố luận điểm của team mình và đưa ra một luận điểm mới nếu có. Tổng thời gian trong lượt thi này sẽ kéo dài 4 phút. Trong phần thi này sẽ có phần hỏi đáp POI kéo dài 1 phút, từ phút thứ 2 đến phút thứ 3 dành cho team đối thủ nếu có câu hỏi. Team ủng hộ có quyền trả lời hoặc không trả lời đối với câu hỏi của team đối thủ. Tiếp đến vòng 4, bạn N2 phụ trách team phản đối sẽ phản biện các luận điểm của team ủng hộ, đồng thời củng cố luận điểm team mình và đưa ra luận điểm mới nếu có. Tổng thời gian trong lượt 4 sẽ kéo dài 4 phút, trong đó có phần hỏi đáp POI kéo dài 1 phút, từ phút thứ 2 đến phút thứ 3. Team phản đối có quyền trả lời hoặc không trả lời đối với câu hỏi của team ủng hộ. Tiếp đến vòng 3. Vòng 3 sẽ có 2 lượt là lượt 5 và lượt 6. Đối với lượt 5 thuộc về team ủng hộ, bạn A3 phụ trách team ủng hộ sẽ tổng kết xung đột, hoàn tất và so sánh các giá trị và chứng minh đội A thắng. Tổng thời gian trong lượt này sẽ kéo dài 4 phút, hỏi đáp POI sẽ kéo dài 1 phút. Tiếp đến lượt 6 sẽ thuộc về team phản đối. Team phản đối sẽ
tổng kết xung đột, phân tích và so sánh các giá trị của hai đội và chứng minh đội nào thắng. Tổng thời gian kéo dài là 4 phút, hỏi đáp PUI sẽ là 1 phút. Sau các phần tranh biện, chúng ta sẽ chuyển sang vòng 4 là vòng phản hồi. Chúng ta sẽ có hai vòng phản hồi. Vòng phản hồi thứ nhất thuộc về team phản đối. Team phản đối sẽ phản biện lại lập luận của team ủng hộ, đồng thời củng cố giá trị của team mình, hoàn tất nhiệm vụ phản biện và không đưa ra luận điểm mới. Lượt phản hồi thứ hai sẽ thuộc về team ủng hộ. Bạn A2 phụ trách team ủng hộ sẽ phản biện và hoàn tất nhiệm vụ phản biện, củng cố giá trị của các lập luận team mình, đồng thời không đưa ra luận điểm mới. Tổng thời gian trong lượt thi này sẽ kéo dài 2 phút. Sau khi kết thúc 4 vòng tranh biện, giám khảo sẽ chấm điểm và nhận xét, đồng thời tuyên bố team thắng cuộc. Các lưu ý trong phần tranh biện. Khi thực hiện tranh biện, chúng ta sẽ cần lưu ý một số tips sau. Thứ nhất, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ cho chủ đề, đồng thời tập trung và tự tin với chủ đề của mình. Giọng nói khi truyền đạt sẽ cần rõ ràng, nhấn nhá và lôi cuốn. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi trình bày, luôn lắng nghe và ghi chú khi team đối thủ trình bày. Dự đoán trước các câu hỏi đối thủ, đồng thời kết luận mạnh mẽ các lập luận của mình. Một lưu ý cần chú ý, chúng ta sẽ không được đùa cợt đối thủ khi tranh biện.